bây giờ trước khi mà bắt đầu sinh hoạt thầy hát bài. Now before we start, I would like to invite the Dharma brother and sister to I would like to say one meditation song for you. Okay. Right now may I turn up your microphone and then we start. Bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu sinh hoạt nha. Thầy tắt cái mic hết á. Để thầy tắt cái mic rồi sau đó rồi ăn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Respectfully pay homage to the Buddha, the well honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened enlightened one. Dear Dhamma brother and sister, today is on March 7, 2021. We are at Pháp Nhãn Temple on the Zoom of Buddhist study. Right now, I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound of bell, and then we listen to one meditation song for you. It's easy for you to sing and to learn and to sing a meditation song together in Vietnamese and English together. Close your eyes and smile together, and please follow your mindfulness breathing and breathing in and breathing out. Thở vào, con biết con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra và còn sống ngồi đây. Breathing in. I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out, in and out. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I know I am alive, and practicing meditation together today. An tịnh thân hành, con đang thở vào. An tịnh thân hành, con đang thở ra. Come in the whole body, I'm breathing in. Come in the whole body, I'm breathing out, in and out. An tịnh tâm hành, con đang thở vào. An tịnh tâm hành, con đang thở ra. Come in the whole mind, I'm breathing in. Come in the whole mind, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn thân, con đang thở vào. Cảm giác toàn thân, con đang thở ra. Feeling the whole body, I'm breathing in. Feeling the whole body, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn tâm, con đang thở vào. Cảm giác toàn tâm, con đang thở ra. Feeling the whole mind, I'm breathing in.
feeling the whole mind, I'm breathing out, in and out. Thở vào, con biết con đang thiền tập cho con, cho người thân, người thương của con. Thở ra, con biết con đang thực tập thiền cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Và con mời người thân, người thương của con cùng thiền tập với con hôm nay. Breathing in, I know I'm practicing meditation for myself, for my loved one, for my relative. Breathing out, I know I would like to invite my relative, my loved one, to practice meditation with me, with my brother, with my sister, together today. Biết quý vị đang có mặt cho chúng con hôm nay. Thở ra, con biết con đang có mặt cho quý vị hôm nay. Breathing in, I know you are there for me. Breathing out, I know I'm here for you, for practice meditation and learning the Buddha teaching together today. Happily. Thở vào, con cảm thấy khỏe. Thở ra, con cảm thấy nhẹ và an lạc. Breathing in, I feel happy. Breathing out, I feel healthy, calm, and happy. Happy, calm, and healthy, and well. Thở vào. Con biết mỗi hơi thở là sự sống. Thở ra. Con biết mỗi thực tập là thảnh thơi. Breathing in, I know every breath is life. Breathing out, I know every practice is calm and relaxed. Calm and relaxed. Quán vô thường, con đang thở vào. Quán vô thường, con đang thở ra. Contemplation impermanence, I'm breathing in. Contemplation impermanence, I'm breathing out. In and out. Please open your eyes and smile together and put your hand power together. Bây giờ mời đại chúng chúng ta lắng nghe một bài hát. Right now I would like to share one meditation song for you in Vietnamese and English at a time.
next time, if your turn, I would like to invite you, one of you, to sing a meditation song if you have. Right now, I would like to say this song. Yeah. Bây giờ, now I would like to sing this song in English first, and then Vietnamese. Happiness is here and now. I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worry. Somewhere to go, something to do. There is no lot, there is no need in hurry. One more time. Happiness is here and now. I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worry. Somewhere to go, something to do. There is no need in hurry. And how about Vietnamese? I would like to sing this song for you. Ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm. Học buồn tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dòng khi bước, thánh thời lúc làm. Lòng thanh thang, sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi đâu nữa, có chi để làm. Học buồn tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này. Lòng đã quyết dứt hết âu lo. Thông dòng khi bước, thánh thời lúc làm. Lòng thanh thang, sống trong nhẹ nhàng. Thông dòng khi bước, thánh thời lúc làm. Lòng thanh thang, sống trong nhẹ nhàng. Thông dòng khi bước, thanh thời lúc làm. Lòng thanh thang, sống trong nhẹ nhàng. Right now, in the song, I think I would like to invite brother Michael to sing this song again. Now, that my brother and sister want, would like to listen to what you sing. Now, please. I will try. Yes. Music is not one of my gifts. So. Yes, try. I will definitely try. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go. Nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. There is no need in a hurry. good job. Now I would like to invite the whole Sangha, Dhamma brother, Dhamma sister, and Dhamma brother sing together. Now, happiness is here and now.
I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here now. I have dropped my worry. Somewhere to go, something to do. There no need in a hurry. Now in Vietnamese, I would like to invite Sister Diệu Thúy sing this song. Someone else, if you want to say this song, now please. So again, this is not my gift, not my spirit. Singing is not my tone. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã khuyên dứt hết lo âu, không đi đâu nữa, có gì để làm, học buồn tha, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết đứng chết hết cho hồn, thông dòng đi khi bước, thanh thời lúc nào làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Sister in Vietnamese, sometimes Vietnamese she learn, sometimes the same your English. mấy đứa cháu cô quản giác đâu? Mấy đứa nó về đó thôi. À vậy hả? Rồi mời cô quản giác. Mời cô quản giác hát cái bài này nữa. Dạ, mời cô quản giác lặp lại cái bài này đó mình tụng kinh. Bà nói này. Cô quản giác, mời cô quản giác. Dạ, chị quản giác. Dạ, anh Phật. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, hạt buồn tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thong dong đi bước thánh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Dạ cảm ơn cô. Bây giờ mời đại chúng chúng ta cùng nhau hát I would like to invite the whole sangha and the Dharma brother, Dharma sister and brother and sing together Vietnamese and English the last one. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, học buồn thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thời lúc làm, lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng. Happiness is here now, I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here now, I have dropped my worry. Somewhere to go, something to do, there no need in a hurry. Rồi bây giờ mời đại chúng tụng kinh. Now I would like to invite the whole sangha to chant in Vietnamese and English together. Today we would like to invite all of you to chant recollection of the Dharma Chuo. Yesterday we chant recollection of gratitude to the Buddha Chuo. Today we recite recollection of gratitude to the Dharma Chuo. I would like to say.
Yes. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chùa Pháp Nhãn và đại chúng cùng nhau tụng kinh niệm ơn Pháp Bảo hằng ngày. Chư đây Pháp Nhãn Kim Bồ En Đơ Săn Gá Cho Lý Chán Rì Có Lê Sinh Ơ Vrây Tí Tiêu Thu Đơ Đàm Má Chú Ô. Niệm ơn Pháp Bảo chánh Pháp của Đức Thế Tôn, do chính Đức Phật khéo thuyết giảng, rất thiết thực hiện tại, có giá trị vượt thoát thời gian, có khả năng chuyển hóa thân tâm, có khả năng dập tắt các phiền não tham sân si mạn nghi ái kiến. Nương vào Phật Pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình tu tập mà thông đang chánh Pháp, mà đến để thấy, đến để nghe, đến để hiểu, đến để học, đến để thực hành, và đến để thưởng thức những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Recollection of pretty till to the Dhamma Chu O, the Dhamma on the world on the one does have been well proclaimed by the Buddha himself. A very practical in the present, a value beyond time, and the ability to transform one's body and mind, and the ability to distinguish the defilement of risk, anger, delusion, arrogant, doubt from will, etc., taking refuge in the Dhamma. Or why one who can cultivate oneself, master the Dhamma. Come and see, come and hear, come and understand. Come and learn, come and practice it, come and enjoy the flower and roots of peacefulness and happiness right here and right now in the present life. Namo Dhamma Ya Chu O, Namo Dhamma Ya Chu O, Namo Dhamma Ya Chu O. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thuần gia hộ Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mật nhân phong quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xa từ bi điều thâm nhuận. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Thế Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thế Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thế Ca Mâu Ni. May the day be well and the night be well and the day and night whose system our business and the various and beautiful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect all the countenance of the world on one. Like the full moon or like the earth of the sun, side with the light of clarity. A halo of wisdom spread in every direction, enveloping on with love and compassion, joy and equanimity. Nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô fully awakened Buddhaya. Thực tập các việc lành hàng ngày, buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành. Ta có một ngày vui, practice something wholesome daily. In the morning say something wholesome. In the afternoon say something wholesome. In the evening say something wholesome. We have a joyful day and night. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành. Ta có một ngày vui, in the morning think about something wholesome, in the afternoon think about something wholesome. In the evening, think about something wholesome. We have a joyful day and night. Buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành. Ta có một ngày vui, ta có một năm vui, và ta có cuộc đời vui. In the morning do something wholesome, in the afternoon do something wholesome, in the evening do something wholesome. We have a joyful day and night, we have a joyful year and life. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Today we would like to recite and chant reclamation of gratitude to the Dhamma jewel. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect on any time and anywhere. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay toàn thể gia đình quý Phật tử xuất gia cùng chư Phật tử tại gia, chúng con cung đối Tam Bảo Phật tiền tụng kinh niệm ơn Pháp Bảo nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiện Thần chứng minh gia hộ cho toàn thể đệ tử chúng con.
tu hành tinh tấn nghiệp chướng băng tiêu thiện căn tăng trưởng chánh tín nhầm Phật tu hành đắc nhập Phật pháp tam muội vô thối sơ tâm tâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Chúng con phát nguyện đem giáo lý Phật Đà Hoằng Vương Phật pháp ngay tại thế gian này làm lợi lạc nhân thiên ngay trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay có gia đình quý Phật tử xin cầu an, tên là gia đình Phật tử Diệu Liên Dự Thúy ở Trang Đài Thiện Hiền Dùng Mì Dũng Trang Thủy Chân Diệu Hòa Quảng Giác Hoàng Hải Huyền Dũng Nguyên Huyền Diệu Huyền Từ Bi Lạc Đồng Lạc Diệu Thọ Diệu Chánh Hải Triều Thanh Tâm Chị Nhu Thúy Liệu Kim Anh Chị Minh Phương Thảo Minh Khôi Minh Bản Chân Nhã gia đình Phật tử Diệu Kiếm Minh Phúc Hoa Diệu Thanh Tâm Bác Thượng gia đình quý Phật tử tâm hành tâm hiếu tâm thảo nguyên quy nguyên các quảng hiếu minh bình diệu hoàng trí tri thiên hướng như từ quảng tú phương trăm tâm huệ chị hồng diệu quỳnh chịu âm minh anh chị linh đa anh phong anh ngân đặng thu trang nguyễn hữu tuấn nguyễn hữu nam diệu nghĩa diệu quỳnh ta tân việt tiết tân việt anh tuấn kim tiểu phấn tân kim vi dương quốc quan tâm hương tâm hoa gia đình Phật tử Quảng Hương Chánh Minh Huệ Dũng Phan Thệ Trung Kia Tính Phan Mỹ Hảo cùng cầu nguyện gia đình Phật tử Bổn Hàng cùng chư vị Phật tử hữu danh vô danh và cầu nguyện cho Would like to pray for Michael Sophie cùng người thân quyến thuộc quý Phật tử được bình an đầu năm giữa năm và cuối năm mọi việc được hanh thông thuận duyên trong đời sống hàng ngày nguyện tam bảo chứng minh gia hộ và hôm nay xin cầu nguyện cầu siêu cho chư vị hương linh Nguyễn Văn Hải pháp danh Minh Trí sinh ngày 2 tháng 7 năm 1942 lâm chung ngày lễ Đức Phật A Di Đà nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại bệnh viện Đà Lạt tiểu bang Texas Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng thọ 78 tuổi. Cầu nguyện hướng linh từ văn đạo pháp danh Quảng Hậu lâm chung ngày 21 tháng 2 năm 2020 hưởng thọ 98 tuổi. Cầu nguyện hướng linh Nguyễn Công Lý pháp danh Tâm Ngộ lâm chung ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại bệnh viện Austin tiểu bang Texas Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng dương 756 tuổi. Cầu nguyện hướng linh Nguyễn Lê Thiên Phúc hương linh Trần Thị Liên pháp danh Diệu Hóa hướng linh Hoàng Trân hướng linh Hứa Cúc Khoa pháp danh Diệu Trì hướng linh Nguyễn Tung Huy Canet pháp danh Minh Đạt hướng linh ông Thanh Hà pháp danh Thiện Giang hướng linh Vân Nguyệt Kiêm pháp danh Tâm Quán hướng linh Hoàng Lê pháp danh Diệu Hà hướng linh Olivia 11 tuổi hướng linh Edison 8 tuổi hướng linh Collis 5 tuổi cùng hương linh bà ngoại và hương linh Nguyễn Thị Châu hương linh Rina Bruce Arensian cùng cầu nguyện chư vị hương linh nghe kinh nghe kệ nghe lời Phật dạy xin về thế giới an lành May the best person who wholeheartedly listen to the Buddha teaching will be born up to the Buddha land. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Bản sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Phật Già Ta Già Ra Già Điện Ta Di Đô Tỳ Di Đà Đam Tỳ Di Đà Can Đế Di Đà Can Đa Già Ni Già Nay Đà Lệ Ta Ba Am Mô Di Đà Già Ta Già Ra Già Điện Ta Di Đô Tỳ Di Đà Đam Tỳ Di Đà Can Đế Di Đà Can Đa Già Ni Già Nay Đà Lệ Ta Ba Am Mô Di Đà Già Ta Già Ra Già Điện Ta Di Đô Tỳ đang đam tị di đà can đế di đà can đa ya ni ya nai đa lệ ta ba ha trì tùng kinh tâm
ở công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn xin nguyện học mà ơn nghĩa xin nguyện đền nợ phiền não xin nguyện đoàn quả phần xin chứng nên nguyện xin về tịnh độ sáng nở thấy vô sanh chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phát sanh cho tội chướng tiêu tán quả giác ngộ viên thành surrender merit reciting the training and practicing the way of awareness give right to benefit without limit we want to set the rules with on the end we want to offer tribute to parents teacher, friend, and numerous being gift, guided, and support along the path. May the merits of this practice benefit on the in and bring peace. Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh thức không luôn ngày hay đêm mà tưởng tượng niệm Phật Đà Nam Mô Phật Đại Gia is ready religion bow and pay thankful respect to the dear Bồi Chăm. We are disciples of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall the light of the Buddha. Nam Mô Buddhaya. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh thức không luôn ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp Nam Mô Đạt Ma Gia. We are disciples of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall in the light of the Dhamma. Namo Dhamma. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh thức không luôn ngày hay đêm mà thường tưởng niệm tăng đoàn Nam Mô Sanggaya. We are disciples of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall in the light of the Sangha. Nam Mô Sangha. Bồ Đề Diệu Pháp biên trang nghiêm tùy theo chỗ tương an lạc. Bồ Đề Diệu Pháp biên trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ Đề Diệu Pháp biên trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful, may we be free from suffering, risk, anger, delusion, hatred, violence, ignorant and coronavirus pandemic quickly. May the Buddha and Bodhisattva bless and rotate on any time and anywhere. Sadhu lành thay excellent and well. Right now, I would like to invite the whole Sangha to enjoy a little bit tea.
Now, first of all, I would like to collect your idea. The first person I would like to invite Michael. What do you think about when we have time, when we chant the Buddha teaching in Vietnamese and English? What do you understand? What do you think about Michael? Ask me the question one more time, please. I apologize. When we start and we chanting the Buddha teaching in Vietnamese and English, what do you understand? So, what I understand about the Buddha's teaching is the Buddha came to bring us Dhamma, which is true understanding of the way that things are. So he came to raise the four noble truths that that existence is suffering or dukkha or dissatisfaction, and this dissatisfaction comes from craving or desire, and that ultimately this is led by misunderstanding or ignorance or delusion. And he came to bring us Dhamma as a way of dispelling the illusion so that we could be, I guess, better equipped to experience life without incurring karma. So that by having a truth in Dhamma, we're able to act in the world without incurring karma that would cause us to reincarnate or cause us to experience, I guess, suffering over and over again. And how about Vietnamese chanting and English chanting when we start? Oh, so from what I learned from the chanting, it's just the repetition of being aware of the teaching, of practicing the teaching, of in kind of like what you said in the morning. Think of something wholesome, say something wholesome, do something wholesome when you go to bed or at night, in the evening. It's by chanting is repetitive, but it kind of foreshadows the repetitive actions of the day, that by continuously focusing on doing wholesome things, enacting what the Buddha taught, by having this repetitious action that we train our minds and we train our bodies to experience more within the light of true understanding. And that the teachings in themselves, just the step-by-step nature of encountering truth and how to overcome the shortcomings of the mind, how to refine the mind, and the repetition of reciting wholesome and reciting wisdom, I think is what's most pronounced in my mind is the focusing aspect of the chant. Yeah. Okay. do you guess our receive mindfulness and love and understanding when we chanting? Yes. Oh yes. It's the intention of the chanting comes through as the desire to spread compassion and the desire to spread understanding through it. Yeah, I definitely feel that. Yeah. Thank you. That's why we have Vietnamese chanting and English chanting. When someone who don't understand, doesn't understand the Buddha teaching in Vietnamese, other time we have English chanting for you. For someone who want to learn the Buddha teaching more and more. Thank you. Thank you. Michael, anh nói rất là dễ thương ha. Cô Diệu Thúy có nghe với đại chúng có nghe đó. Anh nói là nhờ cái mình tụng thánh tiếng Mỹ cho nên anh có thể hiểu được, nhất là tưới tẩm những cái hạt giống hàng ngày, điều lành hàng ngày, buổi sáng rồi buổi trưa rồi buổi tối, như mình tụng đó, buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành và buổi tối làm điều lành đó, thì nhờ những cái yếu tố lành đó, cái hạt giống lành đó mà làm cho thân tâm chúng ta rất là an vui. Thì anh cũng nói cảm ơn đại chúng chúng ta, đạo tràng chúng ta
có thêm cái English chanting tiếng Mỹ nữa, cho nên anh có thể theo kịp với mình. Anh cũng chia sẻ đó. Thì bây giờ bắt đầu mời đại chúng chúng ta bắt đầu học Phật pháp nha. Now I would like to share the Dharma talk today about the method of herding buffalo in Buddhism, part 7, on the 44th day, vào ngày thứ 44. Hôm nay thầy xin chia sẻ cái đề tài tiếp tục là phương pháp chăn trâu trong đạo Phật vào phần thứ 7. Và bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu học. Bây giờ mời đại chúng chúng ta học nha. Đây là số 6. Hôm nay chúng ta học phần 6 trong 11 số đó mà chúng ta học được phần 6 rồi. Người chăn trâu giỏi là phải biết tìm con đường an toàn cho trâu đi. Tìm con đường an toàn. Cái chỗ đây rất là quan trọng. Tìm con đường an toàn cho trâu đi. Thì Đức Phật so sánh đó, cũng vậy. Người tu giỏi đó là phải biết chọn con đường cao thượng nha. Cao thượng, quý vị nhớ cái con đường cao thượng nè. Nó có 8 phương pháp tu tập nha. Con đường đó nó có cái gì? Là 8 cái phương pháp. Đây số 8 nha quý vị ha. Có 8 phương pháp tu tập. Mỗi cái con đường, mỗi cái nhánh nó là một phương pháp tu tập. Mà đây có 8 phương pháp tu tập chân chánh và an toàn cho mình đi. Đó là cái điều thứ 6 mà Đức Phật dạy. Thì ở đây mời đại chúng chúng ta học tiếp. Thì ở đây quý vị thấy con trâu đẹp không? This is a very beautiful buffalo. Quý vị thấy đây là this novice monk. Đây là chú mục đạo, là sư chú đó. Hồi xưa ở chùa cũng có con trâu, cho nên sư chú ngồi in Sanskrit Mara Saramana. This is a novice monk. Sit on the buffalo. That's the cái này rất là dài ha. Cái sừng là cái gì? Rất là dài ha. It's a long so long ha. I am the Buddha teaches first we know how to find a safe way for buffalo to go. A good buffalo harder. Know how to find a safe way for buffalo to go. Ở đây là người chăn trâu giỏi đó, thầy phải biết cách tìm cái cách an toàn, con đường an toàn cho con trâu nó đi. For buffalo to go. Last way cũng vậy. A good cultivator must know how to choose the noble path for once, for ourselves, for you, for me, for everyone to go. Thì cũng vậy là người đó, người tu tập giỏi đó là phải biết cách chọn con đường thánh thiện cao thượng, noble path là cao thượng thánh thiện cho mình, for oneself or for the people to go, là đi. Đây là cái bức tranh chúng ta thấy. Và khi mà chúng ta đi đó, rồi đứng, nó tiếp theo cái mặt bàn ở trên trưa nãy, đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, nói năng nè, áp dụng nè, vào và thực hành Phật pháp vững chãi vào trong đời sống hàng ngày nha, vững chãi vào trong đời sống hàng ngày để nhắm hướng tới an vui và hạnh phúc đích thực ngay trong đời sống hiện tại, để tránh tham gia các trò chơi, các nơi bạo động, quán bar như là quán bar nè, quán rượu nè, sòng bạc nè, vân vân. Để chúng ta nghe tổng quát gì, chút chúng ta sẽ nghe và phân tích theo sau. This is in English, number 6, good buffalo herder must know how to find a safe way for buffalo to go. Likewise, good cultivator must know how to choose the noble path with the A method of prize and safe cultivation for themselves, to walk, stand, lie down, sit and speak. Apply and practice the Buddha Dharma stably in every life towards authentical peacefulness and happiness right in the present life, to avoid participating in
violent places, bar, pub, casino, etc. You see, very clear. Now I would like to explain one by one for you. ở đây á, Đức Phật dạy là người á, chăn trâu giỏi là phải biết cách, biết cách là must know, biết cách đó, tìm cái con đường an toàn cho trâu nó đi. Chúng ta đã nghe rồi. Cũng vậy, người tu giỏi đó là một cái phương pháp so sánh Đức Phật dạy đó, là phải biết chọn lựa con đường thánh đạo, con đường cao thượng. Con đường này nó có cái gì? Quýt là có cái gì? Có 8 phương pháp. Tám phương pháp tu tập nè, quý vị phải nhớ 8 phương pháp để tu tập đúng nè và an toàn. Rise confident, rise cultivation, say cultivation for themselves, tức là themselves này là quý vị hiểu từ là cho chính họ, tức là chỉ mà họ đây là chỉ cho mình đấy nha quý vị ha. This is for here, good cultivator, là chữ themselves là chữ này nha. Thì for themselves, to work là đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, và nói work, stand, lie down, sit, speak and apply và ứng dụng và thực tập, practice the Buddha Dharma, thực tập vững chãi trong đời sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày, hướng tới towards, hướng tới cái gì? Hướng tới cái an vui đích thực và hạnh phúc đích thực ngay trong đời sống hiện tại, right in the present life. Và để tránh cái gì, khi mà mình có cái đời sống an tịnh rồi đó, mình tránh tham gia những cái nơi bạo động, violent places, chẳng hạn như là quán bar nha, quán rượu bia, casino, chỗ này rất là quan trọng, etc. Là còn nữa. Now we explain one by one. Dear Dharma brother and sister, in this case, the Buddha advise us, when we are good brother, good buffalo herder, we take care of the buffalo to chew the steak way for the buffalo to go. And likewise, if we are good cultivator, we should chew or select the noble path, the noble way for us, for ourselves, for us to walk, to speak, to lie down, to stand, to apply the Buddha teaching in daily life. The noble path with a upright cultivation, in this case, the noble eightfold path. The noble eightfold path with the right view, right speech, consists of right view, right speech, right talk, right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. The noble eightfold path. Như vậy đó đại chúng, khi mà Đức Phật dạy đó, người chăn trâu giỏi thứ nhất là chọn con đường tốt cho trâu nó ăn, thì Đức Phật đưa cái hình ảnh so sánh ví dụ như vậy. Còn cái người mà tu giỏi đó là phải chọn con đường thánh, có 8 phương pháp tu tập, mà con đường thánh đó nó gồm có 8 chi phần, là như chúng ta nghe tiếng Mỹ, bây giờ tiếng Việt là chánh kiến, cái này rất là quan trọng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là 8 phương pháp, 8 phương pháp rất là cụ thể và rất là rõ ràng để ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày. Làm gì mỗi ngày chúng ta không có cái chánh này, không có cái an toàn này, không có cái đúng này, thì chúng ta sẽ làm trở ngại trong cái cuộc sống. Và đặc biệt đó, là Đức Phật dạy cho chúng ta, khi mà chúng ta áp dụng con đường thánh, cái 8 phương pháp tu tập rồi đó, thì cuối cùng đó, là chúng ta không có la cà, không có tham gia những cái chỗ bạo động, chẳng hạn như là những cái quán bar, những cái quán nhậu, những quán bia, những quán casino, vân vân và vân vân, nhất hay là cái chỗ mà tu bà tu ông, hay là cái chỗ mà buôn bán động vật quý hiếm, hay là cái chỗ môi giới mà buôn bán người, vân vân, chúng ta tránh hết. Thì trong bát chánh đạo thầy chỉ giới thiệu tổng quát như vậy đó, chứ khi nào mà tới cái chương trình mà học bát chánh đạo đó, thì lúc đó mình sẽ học chi tiết chánh kiến nó gồm cái gì. Như vậy chánh kiến thì có nghĩa là gì, là có cái niềm tin chân chánh, có cái thấy chân chánh, cái hiểu chân chánh,
Mà nếu mà chúng ta hiểu sai và hiểu hiểu tà bậy thì chúng ta sẽ trở ngại, cho nên phải cần cái chánh kiến. Và chánh tư duy là tư duy đúng, mà hỏi là nếu mà tư duy sai đó, tư duy đúng với nhân quả, đúng với nhân quả nghiệp báo, mà tư duy sai á là chúng ta sẽ trở ngại. Đó, cho nên chánh ngữ là lời nói, ái ngữ và dễ thương, như bữa mình đã học. Khi mà mình nói ái ngữ và dễ thương thì mọi người xung quanh đều quý mến mình. Và chánh nghiệp á là hành động nghề nghiệp chân chánh, chẳng hạn như là mình đang làm cái nghề nghiệp đồ tể, hay là mình bán các chất xì ke ma túy, thì mình bỏ những cái nghề nghiệp đó, mình làm cái nghề nghiệp chính đáng hơn, nghề nghiệp lương thiện hơn, nghề nghiệp tốt hơn. Và chánh mạng là mạng, tức là mạng sống, tức là cũng là nghề nghiệp. Còn cái nghiệp kia, chánh nghiệp và chánh mạng nó khác. Chánh nghiệp cái nghĩa là lời nói, ý nghĩ và việc làm đúng, lời nói đúng và ý nghĩ đúng và việc làm đúng. Còn nếu mà lời nói sai, ý nghĩ sai và việc làm sai thì chúng ta sẽ trở ngại trong cái đời sống hàng ngày. Còn chánh nghiệp á, chánh mạng đó, có nghĩa là gì, là cái nghề nghiệp, hai cái này nó cũng giống với nhau nhưng mà nó khác một xíu. Cái kia chánh nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp đúng, ý nghiệp đúng và khẩu nghiệp đúng, mà khi cái hay là khẩu nghiệp chân chánh, ý nghiệp chân chánh và thân nghiệp chân chánh thì chúng ta rất là an vui. Còn ngược lại á, cái mạng đó nghĩa là gì, là cái công việc làm ăn của mình đó, chẳng hạn như là mình làm ăn như nãy nói đó, là mình làm đồ tể, mình buôn bán những cái xì ke ma túy vân vân, thì mình bỏ những cái nghề nghiệp đó, cái mưu sinh đó mình bỏ đó, thì mình sẽ sống nó ý nghĩa hơn. Chánh nghiệp tiếng Mỹ gọi là right livelihood đó. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình rất là an vui. Thầy chỉ nói tóm tắt đó, đó. Bây giờ chánh nghiệp và chánh tinh tấn, là tinh tấn nó có mấy điều kiện. Thứ nhất là tinh tấn á, như mình có nghe đó, tinh tấn nghĩa là gì, tinh tấn quyết tâm, hay là tinh tấn hay siêng năng đoạn trừ những cái điều ác đã phát sinh. Siêng năng đoạn trừ những điều ác sẽ đang phát sinh và sẽ phát sinh, và siêng năng phát triển những điều lành đã phát triển, những điều lành đã phát triển rồi mình siêng năng mình phát triển, và siêng năng những điều lành nào chưa phát triển bây giờ mình nó phát triển những điều lành nữa. Đó là cái tánh tinh tấn. Chánh niệm là nghĩ nhớ chân chánh, là khi mà mình nhiều khi mình nghĩ sai thì mình nghĩ sai thì nó có lợi, nó có hại cho mình, cho người, cho số đông. Còn đây mình nghĩ chân chánh thì có lợi cho mình, lợi cho người và lợi cho số đông. Khi mà mình hiểu được vậy đó thì lúc đó mình rất là an vui. Và cái điều nữa là chánh định là mình phải áp dụng thiền tập hàng ngày, mỗi hơi thở, như nãy mình nghe đó, mỗi hơi thở là mỗi sự sống, mỗi thực tập là mỗi thanh thơi. Hàng ngày mình bận, hàng ngày mình làm gì, mình phải cố gắng dùng cái thời gian thích hợp để mình thực tập thiền, mình tập hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là chánh định. Định có nghĩa là gì, là dừng cái điều ác, làm các điều thiện. Dừng buông bỏ các điều ác và làm các điều thiện thì lúc đó có nghĩa là định. Hồi giờ bây giờ mình làm điều ác quá nhiều, bây giờ mình dừng lại, mình biết nó điều ác không có lợi nữa thì mình bỏ cái điều ác, mình làm các điều lành thì lúc đó gọi là định. Mà định đó là cái hành động. Bây giờ cái hơi thở của mình là hồi giờ là hơi thở mình lăng xăng, bây giờ mình dừng cái hơi thở lại, mình không có lăng xăng nữa. Bởi vì hơi thở, cái tâm của mình giống như con ngựa, con khỉ đã lăng xăng. Bây giờ mình có cái thời gian thích hợp thì lúc đó mình thực tập thiền, mình có cái chánh định, tức là mình quán chiếu cái đời sống hàng ngày, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì lúc đó nó rất là an vui. Đó, cho nên 8 cái chi phần này thầy đã hướng dẫn Phật pháp ở cho cái nhà thờ ở Samarkand, cái đề tài đó cho cái người Mỹ, người ta đã tu học cái đề tài này rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Bây giờ thầy mở cái này cho đại chúng biết, để chúng ta cùng nhau và hiểu được cái đề tài này thầy đã giảng dạy trong cái nhà thờ đó. Khi mà chúng ta học Phật pháp và chúng ta biết được trong quá trình mình tu học, trong quá trình mình ứng dụng thì mình đã thực hành cái này rất là ý nghĩa. I would like to say this is a Dhamma talk for you when 2 years ago
the church in Samarkand, Arathama, they would like to invite me to go to the church to say the Dhamma talk about the noble path. The noble path with consists of right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. To the church here, I would like to say here. Thầy muốn mở cái này để chúng ta cùng học một xíu cho quý vị coi luôn. Đây là hình ảnh mà khi mà cái nhà thờ đó họ cùng học với mình, họ có tham gia. Thì ở đây thầy muốn share nó liên quan cái đề tài đó. Right now I would like to invite the whole Sangha to listen this this topic. I would like to say to you, dear Dhamma sister and brother, when happily receiving the invitation from the two Christian priests, Laura Hartworth and Diana Reyes Garcia, my Dhamma name, Venerable Thích Trường Sĩ, the airport of Pháp Nhãn Temple in Austin, Texas, went to the church in the city of Samarkand, Texas, for sharing meditation practice, a meditation song, and the Dhamma talk shortly tied the practice of the Noble Eightfold Path. You see, this relates the lesson we studied today. I would like to invite all of you to read and to see the picture of following activity heavily. This they invite me here. Venerable Thầy Sĩ. The Noble Eightfold Path consists of right view. You see, right view, right talk, right speak, right action, right livelihood, right effort. Quý Phật tử mình có nghe được không? Có thấy được không? Không có thấy được hả? Ok. Thank you. You see, two years ago, one church in Samarkand, they invite me to go there to say that the topic, the Noble Eightfold Path, right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, and right mindfulness and right concentration. Right view, when we have right view, we don't have wrong view. If we have wrong view and something we think wrong, and we think bad or wrong, other time we miss trouble. And how about wrong talk? Cultivator, we should practice right talk. When we have right talk, we think about something wholesome. We think about something right. We think about something good for ourselves and for our loved one. If we have wrong talk, wrong will, and we always think we say something wrong, that's not good for practitioner, for cultivator. And wrong speak, when we have wrong speak and we say something angrily, we say something badly or angrily to our loved one, to relative, or sometimes for ourselves, it's not good for not good for cultivator. And when we have right speak and our loved one, our relatives say something good, say something angry, we should practice deep listener. We are good deep listener all the time. We would like to practice a noble silence. We don't say when she or he talk something angrily at that time, angry, and we don't reply. We don't reply. But when when he or she become cool at that time, we say a loving speak to him or to her. And right speech, right action. Right action, in this case, body action, verbal action, and mental action. When we have right action, when we have noble action, bodily action, verbal action, and mental action, all the time we can think about something right, something good, say something good, and talk something good.
all the time we have a right action, right livelihood. When we have a job, we are sometimes when we are the person who have the duty to kill animal, it's not good for us. That's why we can reject with a voice and that job, kill animal. Another time we don't do like this. Another time we change our job to look for another job to help ourselves for our bodily action, verbal action, and mental action. And how about effort? Right effort in this case, if we have four way to practice, first we have a right effort to avoid something wrong has been done. And something wrong, something wrong, we try to something wrong going on, we'll go and we try to stop. We have effort to stop that. And if we have if we have before a previous time, yesterday, maybe last year, we have something good, and we should keep doing more and more. And something a new future, not right now, and new future today, tomorrow. If we have, if we do something good for ourselves and father, and we should going on, keep doing more and more. And right mindfulness. Mindfulness when our mind wandering out of body, we sit here, but our mind another place. And all the time we practice mindfulness every day. If we don't practice meditation, our mind maybe we are here, but mind not here. And that's why we should practice right mindfulness. If we don't practice mindfulness, wrong mindfulness, wrong mindlessness come, wrong mindfulness, mindfulness, mindlessness come. And last one, right concentration. In this case, concentration, in this case, have stop bodily. Sometimes we did something wrong, and we should stop. We don't long time ago. We don't have a good method to practice Buddha teaching. But sometimes we go to the prison, go to kill animal. Other time, right now we have good way to practice. We stop not doing our stuff. We should stop. Not doing going fishing, for example, like that. And all the time we have right will, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. And all the time anything suitable for ourselves, for our body and mind, very interesting. If we don't practice, if we don't have good way, good path to practice Buddha teaching, and something we have wrong opposite, we have wrong will, wrong talk, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration for us. Today, we learn number six here. Good cultivator, good buffalo herder, must know how to find a safe way for a buffalo to go. Likewise, a good cultivator know how to find the safe and right way, a right path for us
to practice the Buddha teaching in our daily life, particularly the Noble Eightfold Path, with right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Right now, I would like to briefly introduce this topic for you. But in the near future, if we have time to learn one by one, or time I can write one by one, or I will watch a mint review, right talk for you. Thank you for your listening. What I say the Dharma talk today. Bây giờ thầy cũng có nói đôi từ đó cho các vị, nhất là anh Michael và đại chúng cũng hiểu đó, tức là khi mà có con đường này đó, ở đây Đức Phật dạy đó, tức là con đường người chăn trâu giỏi là tìm con đường an toàn cho trâu đi, đó là một sự thật đó quý vị. Tức là khi chăn trâu mà mình dẫn đàn trâu mà đi cái hầm hố, là trước sau gì con trâu nó sẽ rơi xuống đường hầm hố, nó không có tốt cho trâu nó đi. Thì Đức Phật dùng cái phương pháp này á, là người tu tập cũng vậy đó, người tu tập là người chăn trâu giỏi, người tu tập là dùng là phải biết cái chọn con đường, phải biết chọn con đường mình tu. Thì nhiều khi với Phật tử mình á, tu nhiều cái cách nhưng mà cuối cùng không có một cái phương pháp cụ thể, không có một cái phương pháp thực tập trong cái đời sống hàng ngày là rất là trở ngại đó quý vị. Quý vị hồi giờ theo cái thói quen, quý vị có thể tập cái này tập cái kia, nghe cái này nghe cái kia, nhưng mà bát chánh đạo là con đường thánh, có 8 phương pháp tu tập, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 cái phương pháp này là rất là thiết thực cụ thể. Nếu quý vị tu cái kiểu nào đi nữa, niệm Phật, nhưng mà cái quan trọng trong cái trường hợp này là con đường này nó có gồm cụ thể là giới định tuệ đó, đạo đức thiền định và trí tuệ đó. Mình làm như làm mà phải có cái trường hợp này là mình, bất cứ anh tu theo cái pháp môn nào, anh thực tập theo cái phương pháp hành trì nào, nhưng mà đạo đức thiền định và trí tuệ cụ thể là như vậy, hay là nó là chánh kiến, là cái thấy chân chánh, cái chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, rất là cụ thể trong cái việc mình thực tập. Nếu mà mình thực tập sai thì mình rất là trở ngại, cho nên Đức Phật dạy đó, mình phải chọn cho mình một cái con đường thực tập. Mà khi mà có con đường an toàn, có con đường thực tập cụ thể là cái 8 phương pháp tu tập trong cái đời sống hàng ngày. Quý vị cứ thử nghĩ coi, mình có theo Phật giáo Nam truyền hoặc là theo Phật giáo Bắc truyền, dù là mình có lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, dù là một sinh viên, dù là nhà khoa học, dù là nhà chính trị gia, nhưng mà 8 cái phương pháp tu tập này đều áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta phải cố gắng thực tập con đường, kiếm con đường an toàn cho mình bằng cách là phải chọn con đường thực tập cho mình. Quý Phật tử nắm cái điều đó thì chúng ta rất đang là nhiều khi mình tu tịnh độ nè, mình tu thiền nè, mình tu mật tông nè, vân vân và vân vân, nhưng mà quên đi giới định tuệ, quên đi bát chánh đạo, quên đi 8 phương pháp tu tập là mình rất là trở ngại. Cho nên Đức Phật dạy đó, 8 cái phương pháp tu tập này rất là căn bản, nó dồn cái chữ chánh là cái thấy đúng, hay là cái thấy là thấy chân chánh, hoặc là cái thấy đúng. Mà thấy chân chánh đó, như mà quý vị thấy đó, là thấy được nhân quả, thấy được vô thường và vô ngã, thấy được thân là có bệnh. Cho nên mình thấy như vậy đó là mình rất là ý nghĩa. Còn mình thấy mà mình thấy không thấy được nhân quả, mà mình thấy coi bói coi tướng, coi sao giải hạn, đó là không có đúng. Cho nên Đức Phật dạy đó, cái 8 phương pháp tu tập này rất là cụ thể trong cái đời sống hàng ngày. Nhiều khi mình học nhiều, mình nghe nhiều, mình quên đi cái phương pháp đó. Cho nên Đức Phật dạy đó, phải thực tế và ứng dụng cho nó thích hợp đó. Và là cái thấy chân chánh và cái tư duy chân chánh. Khi mà mình có cái tư duy chân chánh là mình nhận diện cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nó phù hợp với nhân quả, cái nào nó phù hợp với cái lời Phật dạy, là chúng ta tư duy liền. Nhiều khi mà chúng ta học nhiều mà không có tư duy đúng rất là trở ngại. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta phải có cái tư duy đúng, có cái tư duy chân chánh, thì lúc đó mới chúng ta mới áp dụng vào đời sống hàng ngày. Và cái lời nói đúng đó, như mình nghe đi nghe lại đó, càng nghe càng thấm, là lời nói đúng có nghĩa là gì? Là lời nói không có giận dữ, lời nói hòa giải, lời nói an lạc, lời do nói có đem có lợi cho mình, cho số đông. Còn lời nói mà giận dữ với nhau là không phải là lời nói đúng. Cho nên chánh ngữ là gì? Là lời nói đúng, lời nói trong chánh, lời nói có an lạc, lời nói có thánh thơi, lời nói có đem lại cho số đông. Đó là chánh ngữ.
chánh nghiệp là cái nghề nghiệp chân chánh. Nghiệp có nghĩa là cụ thể là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mình đã học vào bữa trước. Ba cái nghiệp này rất là quan trọng. Rồi bây giờ chánh mà chánh nghiệp, chánh tinh tấn là làm điều đúng. Những điều đúng đã làm trước đây, bây giờ mình phát nguyện mình làm nữa. Những điều đúng đang làm và sẽ làm tiếp tục làm nữa. Còn những điều ác, những điều xấu trước đây đã làm, phát nguyện tinh tấn dừng lại. Và những điều ác sắp làm và đang làm, phát nguyện chặn lại và không làm nữa. Đó là cái tinh tấn. Và chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm là nhớ nghĩ đúng. Mà nếu mình nhớ nghĩ sai, mình ngồi đây nhưng mà mình không có nhớ nghĩ về mình là ai, không nhớ nghĩ về hơi thở, lời nói về ý thức, là lúc đó rất là trở ngại. Cho nên phải nhớ nghĩ cái lời nói đúng. Và cuối cùng là chánh định, đó là cái chi phần cuối, là ngược lại đó. Ở thường thường mình học là đạo đức, thiền định và trí tuệ, hay là giới định tuệ. Nhưng mà ở đây á, là khi mà mình học rồi á, là Đức Phật đưa lại là trí tuệ trước, rồi mới giới, rồi mới định nha. Thì trí tuệ nó gồm hai phần, là right view and right thought, là chánh kiến và chánh tư duy á, là phần tuệ, là wisdom. Right view, right thought is a stand for, is for wisdom, đó là chỉ cho tuệ, là hai chi phần của trong bát chánh đạo đó. Và ba chi phần tiếp theo, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, là chỉ cho giới. Right speech, right action, right livelihood is for precept, for precept, but for lay people have five precepts. For someone who volunteer to practice and 24 hour at a time practice every set, tức là tám giới. Và như vậy là cái phần tuệ. Còn người như Sajini, novice monks have practiced 10 precepts. Thì tùy theo bhikkhu and bhikkhuni full precept, tức là thực tập cái giới nó đầy đủ hơn. Như vậy đó là ba chi phần nữa, là năm chi phần, là lúc đó là chuyện cho giới. Bây giờ định đó là hai chi phần còn lại, là right mindfulness and right concentration is for right concentration, cho meditation. Như vậy á, quý Phật tử học á, là con đường có tám phương pháp tu tập đó. Thì chúng ta phải có cái chánh và cái đúng, mà nếu không có cái sai, cái tà vậy, cái xấu ác, thì chúng ta đó là tà. Quý vị ngược lại cái chánh á, thì cái tà. Thay vì á, right view là chánh, bây giờ mình á, wrong view là tà kiến. Thay vì chánh kiến, bây giờ tà kiến là mình thấy cái gì cũng sai. Thấy mình tưởng đâu á, là mình kia cờ bói, cờ tướng, mình đốt vàng mã, rồi cái mình cúng sao giới hạn, đó mình tưởng là chánh, đó là tà kiến. Quý vị nhớ như vậy đó nha. Ngược lại những cái gì mà mình chúng ta học buổi giờ, thì thầy nói chứ tổng quát để cho đại chúng hiểu. Như vậy hôm nay chúng ta học nhiều đó thôi. Right now I would like to invite on Dhamma brother and sister to say the Dhamma talk today. We learn the right path, right way for to practice, apply the Buddha teaching in our daily life. And right now I would like to invite Dhamma brother and sister to speak Vietnamese or English together. Mời quý cô, Michael có những cái gì chia sẻ, có thể chia sẻ về cái đề tài này hôm nay chúng ta học là 8 phương pháp tu tập hôm nay. Dạ, mời quý vị. Nam Mô Phật. Now I would like to invite the my brother and sister to share the topics we learn today. Bát chánh đạo. Chắc nói mà mời chung chung á, quý vị không chịu có ý kiến, thôi để thầy mời anh Michael nha. Right now, dear brother Michael, I would like to invite you to say something about this topic today. Vậy giờ anh nói cho nhanh rồi. Ok. So, what I learned was the importance of choosing, being mindful of the path that you choose. So, as you were discussing the how a good cultivator chooses the right path,
for the ox, or for the buffalo, it's kind of the same way. Like, there's a lot of different ways to do something. There's a lot of different paths out there in life, but to cultivate, I would say, the true path, it requires certain things. And like you mentioned, the Noble Eightfold Path, when you approach it with the understanding of to have the right view, which means to not approach the path in a way that limits it or conflates it, to have the right thoughts and the right speech, is to have everything in line with the intention of the path. So when choosing the path of the buffalo of the mind, it's having these eight precepts, or these eight truths to anchor the understanding, so that you can get, in a way, a path is a way to get from point A to point B. It's a way to get to point B in the most efficient, timely manner, without causing harm to the buffalo, without causing harm to the mind, by allowing it to flow naturally. So that's what I saw with the teaching of the buffalo, is to be mindful of the path, to allow the Eightfold Path to teach you how to approach, how to practice. It gives you guidelines to succeed. Yeah. Right. You see, because when we learn the Buddha teaching, if we don't choose a good master, a good teacher, we can practice, we can learn anything we like, but sometimes good, sometimes not good. Because if we don't have a good guide, a good teacher, master, at our time, the Noble Eightfold Path for us to practice or apply in our daily life very necessary for to practice. Right view, when we have right view, we don't do something wrong. For example, we have right view, we know the cause effect. When we do something good, and good effect come to us. You see, very important. But if we have wrong view, we can do anything we like. But when we did something wrong, and back result come to us. When we still, what is not given, when we take what is not given, our time up. People who have duty, police, when we drink alcohol, we rise up, not smooth. Our time police stop and cast us trouble. We miss trouble. That's why when we have free will, right talk, we know what is right, what is wrong. Something wrong, we reject, we don't do more. Something right, we keep going on. We keep do more and more, doing more and more. That's why we have right view, right talk. When we have, we miss good, good teacher, good practice, and we have the best way to go. If we have a wrong way, sometimes we don't know how can we practice. Sometimes we have a lot of money. Sometimes we go to casino. Sometimes we go to park. Sometimes we join some bad people to do something. Smoke, drink alcohol, watch violent game, violent movie, blah, 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 etc. That's why, and we should have good practice to apply in our daily life. If we don't have good method, don't have good teaching, another time we go wrong way. That's why we practice together today. Yeah, mời quý Phật cô cô Diệu Thúy quý cô nói tiếng Việt tiếng Mỹ cho nó vui. Dạ, mời cô Diệu Thúy. I would like to invite Sister Diệu Thúy. Yeah. Okay, let me speak English a little bit. Practicing my English. Okay.
you know, that's something that I apply to my class. You know, I taught my student, I said that, you know, I didn't want for you to do more, you know, but I want for you to do right. Just one thing right instead of 10 things wrong. See, so the wrong thing can hurt you, but only one thing can give you score, 1 point instead of 0. So just do the right thing. Maybe one is enough, you know, instead of 10 things wrong. So, you know, because, you know, the moves in exercising, if you do wrong, you know, you move wrong, it hurts you instead of, you know, helping you, you know. So that's the, you know, I told my student, okay, just do one move right for me instead of just move, you know, don't just move, move the right way, you know. So and then I can apply it like in the same way. You know, just practice is not bring the good thing. It's not going to bring you a good result. But good practice going to give you the good result. That's it. Thì em các mô phật đã có nói lại tiền là như là em nói ở trong lớp của em đó là mình không cần làm nhiều, mình chỉ cần làm một điều đúng thôi, cũng như là mình một cái động tác đúng thôi, còn hơn là 10 cái động tác mà sai. Bởi vì mấy cái động tác sai nó sẽ làm cho mình đau. Thành ra khi mà mình tập luyện nó không phải là mình chỉ có tập luyện thôi, mà mình phải tập luyện cho nó đúng. Đó là cái tập luyện. Thì bị tập luyện sai thì cũng như là những người mà đánh trống đấy chị. Tôi nói ô có đánh trống đi, tập đánh trống đi. Tôi đánh trống lung tung sàng hết, không có bài bản gì hết. Đó, thành ra nó cũng chỉ là cái biến động thôi. Nhưng mà nếu mà mình đánh trống đúng nhịp điệu thì nó sẽ ra cái bài nhạc, nó sẽ ra cái điệu cho mình coi, mình nghe. Thì nó hay hơn, nó đẹp hơn. Thì cái đó là những cái mà thưa thầy con áp dụng ở trong cái lớp của con. Yeah. Rất là tốt, good idea. Good teacher. Thì con cứ nói hoài, con nói là không có phải vô đây muốn làm gì đó làm, đừng có practice. Nhưng mà mình phải làm cho nó đúng, practice đúng. Một cái cũng được, không cần 10 cái. Yeah, rất là hay. Rồi cảm ơn cô Dư Thí. Bây giờ mời cô quý cô có gì đó chia sẻ qua quá trình mình học Phật Pháp và hôm nay với Phật tử có cái gì đó cùng chia sẻ một đôi lời cho nó vui. Thầy thấy ai cũng hoan hỷ và tán thán hết. Cô Dư Chánh có gì chia sẻ không? Ok, như vậy thưa đại chúng, như vậy hôm nay chúng ta học là cái người chăn trâu giỏi. Thầy tóm kết luận lại, kết luận lại là người mà chăn trâu giỏi là phải biết chọn con đường tốt cho trâu nó đi. Ở đây là phương pháp so sánh Đức Phật dạy đó, là người tu giỏi là phải biết chọn con đường tốt, con đường ăn lành cho mình ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Cụ thể là thực tập bát chánh đạo là con đường có 8 phương pháp tu tập. Mà nếu mà chúng ta muốn có cái 8 phương pháp tu tập này á, là chúng ta có cái phương pháp là hành trì, là bằng cách là mỗi ngày chúng ta nghe Phật Pháp, học Phật Pháp, rồi chúng ta ứng dụng Phật Pháp, và nhất là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lạy Phật, thì chúng ta sẽ có cái phương pháp đúng để cho chúng ta ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Còn nếu mà hàng ngày mà chúng ta không có dành thời gian thích hợp, mà chúng ta để cái tâm nó rảnh, cái thân nó rảnh, là chúng ta sẽ đôi lúc nó sẽ làm sai và nghĩ sai và nói sai. Cho nên muốn duy trì cái chánh và cái đúng, nó đúng với cái nó đi theo với mình á, là chúng ta phải có phương pháp tu tập tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, vân vân. Đó là cái phương pháp mà chúng ta học hôm nay. Right now I would like to include the learning today when we have right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. We don't want to have wrong view, wrong talk, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. Furthermore, we every day we spend rubber time practicing meditation, chanting, or listening to Dhamma talk,
learning the Buddha teaching, at the time we have right. We have right or good or best way to follow, for us to follow. If we don't spend proper time for us to practice the Buddha teaching daily, and sometimes when we have free time, and we don't have learn the Buddha teaching, we don't practice the Buddha teaching, we don't practice meditation, and then something best to wrong come to us. That's why the Buddha advise us, if we are good cultivator, we should practice and apply the Buddha teaching in our daily life by practicing meditation, by do something good, learn something good, and practice something good daily, weekly, monthly, yearly, and the whole life. The more we understand like this, the more we practice, the more we learn the Buddha teaching, the more we have peace, joy, happiness, and peacefulness to ourselves and to all the people right here and right now in the present life. Thank you so much for your learning today, the Dhamma today. May you be well, may you be happy, may you be peaceful, may you be healthy. May all living things and living beings on earth be well, happy, and peaceful. Now I would like to send the message in Vietnamese. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kính chúc Dhamma brother and sister luôn khỏe mạnh. Kính chúc quý Phật tử mình luôn khỏe mạnh. Ngày mai chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ gặp lại ngày thứ hai. Tomorrow is Sunday. We don't have a schedule for tomorrow. And we will meet together maybe on next Monday. Yeah. See you soon. Nam mô Phật. Ngày mai Chủ nhật chúng ta nghỉ. Kính chúc đại chúng an lành, rồi quý cô, quý Phật tử mình nói gì đó rồi chúng ta nghỉ nha.